Nhà thơ đời đường Bạch Cư Dị đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà. Bạch Cư Dị tự là Lạc Thiên, hiểu là Hương Sơn cư sĩ, cùng với Lý Bạch, Đỗ Phủ là ba nhà thơ đời đường, để lại gần 3.000 bài thơ đường. Bạch Cư Dị từ nhỏ đã thông minh hơn người, đọc sách lại vô cùng khắc khổ. Năm 16 tuổi, ông đã viết ra tác phẩm nổi tiếng, lưu truyền thiên cổ. Lúc đó trong thành Trường An, có một vị nổi tiếng tên là Cổ Quấn, đến chủ trì dân đàn. Bạch Cư Dị từ Giang Nam mang theo bản thảo thơ tìm đến gặp mặt. Tiểu sinh Bạch Cư Dị ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, hôm nay có ý đến gặp mặt. Đây là bài thơ dũng dệ và kén cỏi, mời tiên sinh chỉ dạy nhiều cho. Là Bạch Cư Dị đây sao? Cư Dị dễ sống. Dạo này ở thành Trường An giá gạo lên cao, không thể sống. Tiên sinh nói đúng. Nào, tôi xem bài thơ. Ngọn cỏ rời mặt đất, mỗi năm một khô nhiều, lửa mạnh đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh. Bài thơ này là do ông viết. Ha ha ha, nhỏ tuổi mà có tài hoa thế này, dễ sống ở thành Trường An. Từ đó về sau, Cổ Quấn thường nhắc đến Bạch Cư Dị với mọi người. Tên tuổi của ông cũng nhanh chóng được lan truyền. Thơ của ông bình dị, đời thường, tả thực. Tương truyền mỗi lần ông làm thơ, ông đều đọc cho bà cụ nghe. Nếu bà cụ nghe hiểu, ông mới tỏ ý. Vì thế thơ ông rất đơn giản, gần gũi với mọi người, đi sâu vào lòng người, được đông đảo dân chúng yêu thích và lưu truyền rất rộng rãi. Đồng tử giải ngâm, Hồ Nhi năng sướng là một trong những bài vua đường tuyên trung đánh giá rất thú vị. Đời đường có rất nhiều văn nhân yêu mến Phật pháp, Bạch Cư Dị cũng không ngoại lệ. Tự diễn nhàn nhã yên tĩnh, tăng nhân có cơ hội đàm luận vật lý thâm sâu huyền diệu. Những điều này đã hấp dẫn Bạch Cư Dị. Có một lần ông đi đến thăm thiền sư Ô Sào, nhờ thiền sư chỉ dạy, đại ý của Phật pháp là cái gì? Không làm các điều ác, nhưng làm các việc lành. Những lời này đứa bé 3 tuổi cũng biết mà. Đứa bé 3 tuổi cũng biết, nhưng mà ông lão 80 vẫn chưa làm được. Do thiền sư cảnh tỉnh, ông ý thức được rằng Phật pháp không chỉ dừng lại ở cửa miệng. Có lẽ thơ bình dị, đời thường, tả thực của ông làm ông từ đầu chí cuối không thông được cao thâm huyền diệu của thiền tông. Có lẽ một chữ dị ở trong tên của ông dễ dàng, ông bắt đầu tìm cầu một con đường Phật pháp thực tiễn, thiết thực dễ dàng. Cho hỏi chữ cửa không, phương pháp dễ tu hành, khiến ta không động tâm, đừng để phiền não khởi. Bạch Cư Dị tìm ra được pháp môn dễ dàng tu hành, đó chính là pháp môn tịnh độ. Tu pháp môn này, chỉ cần niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không nói huyền diệu, người người đều làm được. Do sống gần với người dân, cho nên ông đề xướng một xã hội đương thời, theo miêu tả là nhà nhà A Di Đà Phật, hộ hộ Quan Thế Âm. Bắt đầu nền văn hóa bình dân, nhân cách bình dị, dễ gần thiết thực, khiêm nhã, khiêm hòa, từ tâm với chúng sanh. Hoàn cảnh tương ưng với pháp môn tịnh độ. Bạch Cư Dị và pháp môn tịnh độ tiêu biểu cho văn hóa và Phật giáo được lưu truyền từng lớp trong trí thức đến thường dân. Về già, lòng tín ngưỡng của Bạch Cư Dị đối với tịnh độ càng thêm kiên định.
ông từng bỏ ra 30.000 lạng bạc mời thợ theo kinh Vô Lượng Thọ vẽ ra bức tranh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ông còn viết bài kệ niệm Phật. Tuổi đã ngoài 70, thơ phú nghĩ ngâm nga, xem kinh mau mỏi mắt, làm phước sợ đi xa, lấy gì độ tâm ta? Một câu A-di-đà, đi niệm A-di-đà, ngồi niệm A-di-đà, dù gấp như tên bắn, cũng không rời A-di-đà. Cuối ngày đường còn xa, đời luống qua vô ích, sớm tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà, người thông đã cười ta, sao lắm A-di-đà, hiểu được cứ thể sống, không hiểu cũng làm theo, rộng khuyên pháp giới chúng, đồng niệm A-di-đà. Năm 75 tuổi, ngày 14 tháng 8, an nhiên giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Rộng khuyên pháp giới chúng, đồng niệm A-di-đà là lời lành vàng ngọc mà đại thi hào một thời đã để lại cho hậu thế. Phật Nam.
Namo Amida.